Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2024 âm lịch. Lễ hội chùa Bà đang chuẩn bị sắp tới là ngày rằm tháng Giêng đang tổ chức. Thì các đội lân sư đồng đã múa rất là nhiều tại hiệp hội đầu tư mùa lễ như hàng năm. Thank you.